Mẹ có mua kem này, hai đứa ăn đi. Dạ. Yeah. Ủa mà sao mẹ phải mua kem cho con nhỏ này chứ? Của tao hết. Mẹ mua cả hai cái. Cho Tina thì có làm sao đâu. Cái con nhỏ trời đánh này. Nhưng mà con không thích cho nó. Con ăn một cái thôi. Dạo này mẹ thấy con béo lắm rồi đó. Con có béo đâu chứ. Con vậy mà mẹ kêu con béo nữa. Mà nhìn con nhỏ này nè, nó còn mập hơn cả con nữa. Ở trong nhà Quang là của cô ăn, con không cho nó đâu. Wow, mẹ mua cơm cá sao? Tuyệt vời quá đi. Nè, cho mày đó. Mẹ thay đổi rồi hả? Ừ. Tao ăn kem sô-cô-la, còn mày ăn kem trà xanh đi. Cảm ơn nha. Phước đất ba đời cho mày ta. Ủa, nhưng mà cái này là... Ủa là bánh mà, đâu phải kem đâu. Cái con nhỏ nhà quê này mày cầm mà mày không thấy mát mát lạnh lạnh nó tay hả? Ăn nha. Ok. Cảm ơn quá hay rồi à. Ngon hả? Đổ ra ta. Thôi mày muốn không được ăn ra nè luôn. Ý kiến với cò. Dục rác rồi ghét quá. Mình phải bỏ rác vào đúng nơi quy định chứ. Người lớn biết là phạt đó. Tao đang tạo công ăn việc làm cho mày đó. Lạnh quá. Tuyệt vời quá đi. Thương dung cả người. Mình thấy đâu có lạnh lắm đâu. Là làm quá không mà. Lỡ này. Lỡ lại có thêm 2 cây bây giờ. Ngon quá à. Kem ngon lắm các bạn ơi. Ngon thiệt á. Sướng quá gì. Cái kem này mà ăn vào mùa hè á là ngon hết sảy luôn á. Nhỏ lại. Mà ăn kém sao mà nhiều chuyện quá vậy. Mình chỉ kem ngon. Tao lấy lại luôn bây giờ. Thế bạn không dọn đồ đi. Tao đang ăn mà. Lát tao ăn xong rồi tao dọn. Bạn lên dọn ngay đi chứ cô la đó. À hay bây giờ tao mày chơi một trò chơi này không? Giờ thì chơi nữa hả? Hôm qua bạn... Vậy mày có muốn ăn kem nữa không? Hôm qua bạn cho mình bạn lừa mình ăn uống xì dầu rồi. Bây giờ với tủ lạnh tao mua nhiều kem lắm. Hay mình chơi đi. Ai ăn được nhiều kem hơn thì người đó sẽ thắng. Nếu mày thua á thì mày phải lên dọn phòng cho tao. Còn nếu tao thua á thì tao cho mày ăn kem rồi đó. Mày có chơi không? Ủa gì? Ai mua kem cho mày ăn rồi đó? Kem đâu? Bạn phải lấy ra mình mới biết được. Ừ. Lỡ bạn lừa mình rồi sao? Rồi đợi tao xin tao đi lấy cho. Ngon quá. Ủa sao mày ăn nhanh quá vậy? Tao mới đi lấy kem thôi mà ăn hết rồi. Đúng là cái đồ ham ăn. Giờ nha. Đứa nào ăn ít kem hơn thì sẽ phải lên dọn phòng đó. Chuyện nhỏ. Mình sẽ ăn hết cái mì kem đó luôn. Đủ ngay cái đứa ham ăn. Nhưng mà không sao, vợ cái giày đã có móng tay nhọn. Ngon quá, cha mẹ mua ngon quá. Giờ ta sẽ lột cái bịch này ra. Wow, nhiều kem quá à. Wow, nhiều kem quá trời luôn. Cái bịch cũng đẹp nữa. Từ từ ta sẽ đếm nè. 3, 2, 1, bắt đầu.
này. Ngon quá à. Kim nè. Sao mày ăn nhanh quá vậy? Tôi ăn có một miếng một cân nè. Ngon quá. Sao rồi bỏ qua đây. Ngon quá đi. Mẹ bỏ rác lên đây nè. Để thử miếng coi. Các bạn ngon hơn từ đây. Nó đền độ của mình nước lại. Đừng có nhiều. Đừng có nói nhiều nữa, rõ chưa? Nhiều. Mình đã ăn hết rồi. Tao cũng xong rồi. Tôi ăn tiếp theo. Hay quá. Mày ăn nhanh thôi mày, cho mày dọn phần nó ra. Ngon quá. Mình ăn một màu đỏ nè. Mình sẽ cố gắng ăn nhanh hơn con nhỏ này luôn. Ngon lắm. Ngon rồi, cứ thử coi. Đúng là ngon lắm, trả lại cho mày nè, ngon lắm, mày ăn cho hết đi. Sao mày ăn nhanh quá vậy? Mày ăn hết ngon quá vậy? Mày phải cố gắng để ăn nhanh hơn lắm mới được. Ha, bạn mơ đi, mình ăn cái thứ ba rồi nè. Bạn ăn cái thứ hai thôi. Ê trời, xem 30 chưa phải là Tết nha. Sao phải thắng mày vô coi. Ăn đi, ăn nhanh lên, ăn nhanh lên, ăn nhanh lên, ăn nhanh lên đi. Cái gì vậy nè. Ui, cho kem mãi không hết một cây vậy trời. Sao mình ăn hoài cũng không hết vậy ta? Mình ăn hết rồi. Mày muốn cười lắm nha. Nó dựa bên cho mày ăn nè. Nè, đây, ăn đi, ăn đi. Nó nhỏ lên sao nó gần hết rồi ta? Mày muốn ăn sao mới được. Tết thôi mày ăn phải môn. Mày ăn bao nhiêu cây rồi sao mày nhanh quá vậy? Hết thời gian rồi, mình đã thắng rồi chứ. Đã hết thời gian đâu? Hết thời gian rồi. Tao vẫn cứ ăn. Mày ăn được bao nhiêu cây rồi? Mình ăn được 3 cây. 1, 2, 3. Sao ta có 2 cây thôi vậy? Vậy là mình thắng rồi. Yeah, bạn. Nhưng mà tao không biết đâu. Nhưng mà mình thắng rồi mà. Mày thắng mày cũng phải lên dọn phòng cho tao. Vô sao mày có làm không? Nhưng mà mình thắng luôn mà. Thắng ai cũng phải. Mày ăn được nhiêu cây rồi? Mình ăn được 3 cây rồi. Mình chỉ có 2 cây thôi. Nhưng mà không sao, mình sẽ bắt con nhỏ này dọn phòng cho mình. Mặc dù mày đã thắng nhưng mà mày vẫn phải dọn phòng cho tao. Nhân nhị gì, hôm nay tao đã mua kem cho mày rồi còn gì nữa.